dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào những em đêm tối đây, cứ tan trong màn đêm này tắm say, cứ trong vui lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai, đúng sai. Nhân dịp 20 tháng 11, chúc hẹn cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc để tiếp tục mang đến nhiều bài học hay và kiến thức bổ ích cho học sinh thân yêu. Chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với thầy cô, mong rằng thầy cô luôn thành công và được nhiều học sinh yêu mến hơn nữa trên con đường giảng dạy của mình. Một người gọi là thầy, cái đời vẫn gọi là thầy. Nghề dạy giáo bao đời luôn là nghề cao quý và được kính trọng nhất. Mong rằng thầy cô sẽ luôn khỏe mạnh, vui tươi để tiếp tục đồng hành cùng chúng em trên con đường tri thức. Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, với tất cả những lời chúc chân thành của em muốn gửi đến thầy cô, em xin kính chúc các thầy cô luôn vui vẻ, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, luôn gặp may mắn mỗi ngày và thành công trên con đường diễn dạy của mình. Chúc cho các thầy cô luôn tươi trẻ, vui vẻ và hạnh phúc, không chỉ trong ngày đặc biệt 20 tháng 11 này mà là tất cả các ngày trong năm. Ngày 20 tháng 11, em chúc tất cả các thầy cô những điều tốt đẹp nhất, luôn tràn đầy nhiệt huyết để thành công với công việc cao cả của mình, luôn giữ gìn sức khỏe để giữ vững tay lái con thuyền đưa con người đến bến bờ thành công.